hướng dẫn làm thủ tục visa Hy Lạp cùng lữ hành Việt Nam. Hy Lạp, cái nôi của nền văn minh phương Tây, là nơi hội tụ của những di tích lịch sử vĩ đại, các hòn đảo thiên đường và bãi biển tuyệt đẹp. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa cổ điển và vẻ đẹp tự nhiên, Hy Lạp luôn là điểm đến mơ ước của những ai yêu thích khám phá. Hãy cùng lữ hành Việt Nam khám phá cách để có thể tận mắt chiêm ngưỡng đất nước huyền thoại này qua video hướng dẫn làm visa Hy Lạp chi tiết ngay sau đây. Theo dịch vụ làm visa Hy Lạp, hiện nay visa của quốc gia này sẽ được chia thành 3 loại chính, bao gồm visa loại A, hay còn được gọi là visa quá cảnh; visa loại C, bao gồm visa du lịch, visa thăm thân hay visa công tác với thời hạn lưu trú tối đa 90 ngày trong 6 tháng; visa loại D, là thị thực dài hạn, thời gian lưu trú khoảng 180 ngày. Hồ sơ xin visa Hy Lạp thường được xét duyệt trong khoảng 15 ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ làm visa du lịch trọn gói, quý khách hàng vui lòng liên hệ số hotline được hiển thị trên màn hình. Hồ sơ làm visa Hy Lạp bao gồm hồ sơ nhân thân, tờ khai sinh visa Schengen. Đây là một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất bạn cần phải có khi sử dụng dịch vụ làm visa Hy Lạp. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng và còn tối thiểu 2 trang trống để dán visa. Hai ảnh thẻ kích thước 3.5x4.5cm chụp trên nền trắng, khi chụp không được đeo kính, khuyên tai. Bản sao sổ hộ khẩu, sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có đóng dấu của chính quyền địa phương. Chứng minh tài chính. Sổ tiết kiệm ngân hàng số dư tối thiểu 100 triệu, kỳ hạn 3 tháng, bản sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất có đóng dấu xác nhận. Giấy tờ chứng minh các tài sản có giá trị như sổ đỏ nhà đất, giấy đăng ký xe ô tô, giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu, trái phiếu. Bảo hiểm du lịch có hiệu lực tại 26 nước thuộc khối Schengen với số tiền đền bù tối thiểu 30,000 euro. Chứng minh công việc. Công nhân viên chức, hợp đồng lao động ít nhất 1 năm, bản lương 3 tháng gần nhất, giấy xin nghỉ phép có xác nhận của công ty. Chủ doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, biên lai nộp thuế đầy đủ 3 tháng gần đây nhất, xác nhận số dư tài khoản công ty, học sinh, sinh viên, thẻ học sinh, sinh viên, giấy phép xin nghỉ học có xác nhận của nhà trường, giấy đồng ý cho đi Hy Lạp của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Lịch trình chuyến đi. Giấy xác nhận đặt vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn. Danh sách các địa điểm sẽ đến tham quan. Lữ hành Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành visa, luôn tự tin sẽ mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu. Đến với chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa khi làm thủ tục giấy tờ, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cũng như tiền bạc.